cũng kéo cái cửa hello. Không mà nó lâu thâu chưa ơi. Hello các bạn, nói chung hôm nay là má Nhi mình cũng làm một clip. Sao em đây mày? Sao này nó kêu nó lên xe không mày? Sao giờ chưa? Tao mà kêu chưa tao phải đi. Lên nào. Nãy đâu ra chờ em đi đâu. Coi nè. Là đi sớm chữ mày. Để nó ngồi tù đù đi không? Ừ. Ủa chứ là gì năm chưa vậy? Khách tao nhà không biết đem nước đem đồ đi ăn đây. Nè quý em đi sớm này quý em. Cái thằng con buổi đây tao không nghĩ sao mà đi ngủ đi. Trời sớm giờ ổn đây của em đâu. Mày ngủ rồi sáng giờ đây nha. Hai đứa ở chung con bò là giờ. Hai đứa ở chung con bò là giờ. Lên là lên là lên là lên. Lên là lên là lên là. Trời ơi. Nhìn trời. Em. Sao nhỏ nào mày khai kỹ vậy thằng. Khai kỹ gì? Mớ đâu kiếm gì. Đâu kiếm. Mày khai kỹ. Kiếm gì? Mày động vô nhà. Mày động vô nhà. Mày động vô nhà. Mày hai đứa đi ăn bơ thui còn móng cầm khiên lại. Đứa chó hồi đứa. Bơ thui hả? Không chứ hiểu rồi ạ. Hàng ngày nhậu say xỉn giờ về đây ngủ tối giờ chứ đâu nè mà. Ghé lại. Tại nhà ông Quỳnh. Gì trời. Thôi cũng Quỳnh mà sao mày cứ tránh lòng mày. Số giờ làm gì trong đây vậy? Làm nổi lên ngu không mày? Đâu kiếm gì? Lên ngu không? Nó kêu lên ngu. Giờ nó thẳng nó dài giờ anh em mình nói của em review cuộc đấu kiếm. Mày nói của em đấu kiếm cũng trai mày của em lên giả mắm tôm đó anh đại cũng mắm tôm giả lấy cái chuyện giả luôn không có ai có mắm tôm ở kia thôi trật trật thôi đỡ tao quay clip cho xem mấy anh em nói nè thì hôm nay là thì cũng có mấy anh em bình luận là kêu hãy quay nhà Quỳnh đi mấy đứa nó tò mò không biết nhà em như thế nào á thì em quá trí hử em quá trí có đâu bình thường mà cái ông gửi cuộc của em nó thấy nó đẹp nhà em như trinh đó mà đồ mày lông chết rồi sao có những chiếc đầu gì vàng vàng cái trắng này chua tao nó quá lên nhà mèo mình thấy nó cũng cực khổ hè ngầu ghê hè ngầu ghê đưa ngầu ghê cho không giờ bữa anh tưởng nhà em giàu lắm chứ ngầu xuống vậy mà cái đợt bữa lên chơi nhà của em anh lên bài chứ ngầu ngầu qua khó qua qua đi ngầu vuông đi cháu làm nó nhâm nhâm đi chắc là cũng là nhà nó cũng ấy mà tao không nghĩ như vậy luôn mày. Cái đầu tao thấy bình thường mà ngày xưa ai cũng có cuộc sống khổ khó khăn mọi người đâu phải chọn cái số phận mình đâu mày cái nhà nó không quan trọng vàng ở trong đó quá chuẩn luôn cơ cái nhà đâu quan trọng quý quần ngồi đâu quan trọng vậy mà gió đâu mà chắc đấu mà ai biết vàng coi vàng coi nó giấu dưới đít ông táo dưới mấy cái chân giường này nó vàng giấu ông cầu rồi đi chưa ở nhà đó mà đây là nhà mấy quý này các bạn máy lợp rất là mát luôn. Nhà mát lạnh luôn. Nhà mà đóng cửa lại không tích một tấc. Đang quay là chút bật em. Cái gì vậy? Tao ồn lắm. Không ồn đâu mà. Tao quay nhà xe rồi cho các bạn thấy rồi. Thôi phóng ra đi. Để tao đi lên. Đâu? Cầm đi quanh quê nhà đi. Đi review nha. Tao nói nha. Quỳnh nó yếu bô sao có đép mạng có bô không? Điên nó chết đi vậy. Cũng khủng mày nó yếu bô mày. Đúng rồi, hầu giờ mà chưa biết nhà nó sao đi thêm quá. Bây giờ anh lên đi, em đi theo. Có gì hay sao? Mấy cái tô cũ này chết mẹ trúng tô cũ đâu. Tô cũ này Quỳnh cho anh nha Quỳnh. Đẻ đó. Đỡ anh mang cô mấy. Bà ngày xưa đẻ đó. Đủ mấy cái rớt nữa này, cái đây là cái thảo xưa này rớt này mà nó không có nếp dung. À đủ, à nếp dung trên mạng. Đủ rồi, nó phá cửa nhà em rồi. Má nhà nó cùi cùi mà đồ cố mày thấy rồi không? Thấy không? Nó bơ, phúc rồi. Cái nào đó không ra màu đó mà đi về. Mày cái đây cái đồ cố nữa, đừng cái liền phúc. Không phải đồ cố, đừng cái liền không phải đồ cố nữa, đừng kêu tao. À, cố á. Thấy chưa? Nó khô khố thì cả giờ. Không, cho cố rồi đã đó. Quỳnh, cố đó. Quỳnh quay toilet nhà đâu Quỳnh? Nói quay trong phút. Đã đi, ở phút dưới sau lưng nhà mà. Thôi không có. Còn cái đường ở đường nào đây? Đường ngay vô nhà kho, nhà kho. Đừng á, nhà kho. Cái đường hay chiếc đường ba mé nó giềng của em chị ra đây quá. Ai út mà. Đi sao ăn lớn kêu người gây chị? Có gì chuyện được. Đường nó hết rồi. Đây là cái phép của Quyền chân nó cứ nhìn nha các bạn. Thôi nhận có chút xíu mà nó đi review vậy trời. Đồ mà. Nhập tiếng gì đâu mà. Đồ phải không có mấy cái người mấy anh em YouTube nào mà kiểu quay mấy nhà nghèo mà sao không ghé nhà Quỳnh ta. Dạ ai biết tới nhà Quỳnh đâu mà. Ừ, đúng không? Do mày sao. Lần đầu tiên mày quay nhà Quỳnh sao ai biết ai ghé mày. Sáng mà nói vậy là hay là mình làm cái clip đồ ấy. Điều cái kênh mà nó đâu có chuyên về làm cái đó đâu. Thì mình quay cũng cười lắm. Ai giúp đủ nhiều khi cái nhà hảo tâm này đủ nhiều nhà hảo tâm lắm nha mày. Đủ. Nhà hảo tâm nữa mình thiết ở. Thôi mà, chứ mà. Nó giúp những người như đủ như cú đống thép đủ là sao đi giúp mà những người nhà nghèo khổ không? Lạng quạng nó tới nhà em á, cung thép á. Ừ. Ông anh rồi. Ông anh mà ông nhường được tách màu vàng á. Không cái này ông chặt mà đi nhảy. Ủa mà mày lộn đây. Giờ anh nghĩ vậy á. Giờ thôi không được đâu, cơ mình đâu có chiên đâu mà. Đúng là góp nhiều tiền thiệt á, người ta nghĩ nó. Mày thấy mấy cái tên mạng bữa giờ rằng không? Trời tao nói mày cứ ai mà đứng ra mà luôn chủ nhà nó có tiền giùm. Tí. Tao giờ tao bắt trước
mà kia tao tao cũng làm gọi là người nhận ra từ thiện. Sao mà được mày đánh người ta rồi, có chuyên ngành người ta chứ sao mà nói. Đúng rồi, đúng rồi, anh làm bạn đó đấy. Em nghe cái tên em nghĩ là trước tiên là phải cái nhà mày muốn chặt kia, mày về mày ủng hộ nhà mày đi rồi cho nhà nó được mày đủ đủ đỡ người ta nó còn giàu không có ai ủng hộ, giàu có mấy lạnh đồ ngon rồi. Đồ nói làm từ thiện mày, anh em nói nghĩ làm từ thiện dở thì người ta làm cho hết chỉ có đầu còn thiết ngầu đây kêu đủ làm từ thiện dở anh quá không nậu phúc trời nó không hiểu mình chủ yếu là cái mày phải tạo ra cái lòng tin đối người ta cho thì cái mặt của mày nó nhìn đó nó muốn cho tiền được mà tao nó làm được nhưng mà trong những người như mày làm được này đủ hồng chứ tuy mày học dở mày học ngu dốt vậy chứ đúng riêng cái vợ cái câu học văn á đồ mày tao gái cầm mà tao tao chưa tao có ngu lắm bộ tao cầm mà tao biết mà tao quen được làm tao biết một vài tầm quen tao diễn tả gia đình được ấy chì luôn mày tao nó tao làm nó đủ mới tiếng tâm phía năm đi mà tao có ngu lắm bộ tao cầm mà tao biết mà tao quen được làm tao biết một vài tầm quen tao diễn tả gia đình được ấy chì luôn mày tao nó tao làm nó đủ mới tiếng tâm phía năm đi mà anh Phúc em đỡ đường sao vậy tôi cơm to mà đường sao vậy tôi cơm to mà cho bây cớ gì cái chuyện nhà ông Quỳnh mà cứ vô cớ như khùng khùng ấy thôi bao chuyện đó đi Quỳnh lấy nước uống em nhà tròn đánh quá nhà có nước đấy không làm vậy. Ừ, đã ngon là Phúc không? Hay là mình đấu em bằng nước nó được, tao nghĩ được không? Thôi im đi. Có đâu sao ai nó. Thôi mày im lo im đi tiếp. Lo gì mà lo nhà mày. Dạ thôi dẹp em. Làm thôi. Thôi làm nước uống Quỳnh. Không tay ạ. Much 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 later. Ok các bạn, nói chung thì anh em cũng biết là nhà biết Quỳnh như thế nào rồi, thôi thì nãy giờ ngồi uống nước thì bây giờ mấy anh em mình đi về. Ngày mai tập hợp làm. Về sớm, về sớm dữ. Quyên, Quyên ở lại. Quyên về quyên. Tao nghĩ giờ 2 3 tiếng đồng hồ mà còn chút nữa mày. Ấy là như vậy nên chuẩn bị đóng cửa kìa. Ấy là càng ngày phút. Nãy tao nói rồi. Gì vậy mà nói gì? Tao ngủ vậy. Bao ơi, những cái lời như mày nói tao ấy y xì luôn á. Phúc hầu nó học văn mà nó tẻ mẹ nó đang làm lúa mà như thiếu nữ bên họ mà. Thôi các bạn, nói chung là mình kết thúc clip ở đây nha. Nhưng mà em thấy nhà Quỳnh tội thì đổi lại một lao đăng ký nha các bạn. Ai ủng hộ tao ủng hộ nha. Ừ, thôi bây giờ không biết ai tới nữa. One hour later. Trời ơi, làm gì đó cô ấy? Đang làm ngu. Hả? Đang làm ngu mấy ông chị? Ủa hai, ai của em, của em. Cái gì nữa? Đợi, 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 đợi Quỳnh nói chuyện xong rồi anh nói hai chuyện cho hai đứa nghe nha. Chuyện gì? Ủa mấy ông thấy, mày thấy nhà Quỳnh khu không? Cú mà anh quăng lại chị đang làm. Để tao sẽ làm một cái clip từ thiện tao Quỳnh. Tao sẽ làm một cái clip từ thiện tao Quỳnh. Gì? Ai ốt mà. Làm nó đậu từ thiện gì nữa. Thành lớn là sao nó làm được cái tao nè. Tao là tao đứng ở đâu mà được nè. Tao là có khâu cái miệng anh nói này. Tao sẽ nói cho mấy anh em là mạnh thường quân đồ ủng hộ cho nhà Quỳnh. Ít người thấy nhà Quỳnh cú không? Tao nhìn thấy tao không? Nhưng mà anh Phúc. Anh Lân làm rồi giờ anh Phúc làm cái nữa. Anh Lân làm gì? Thành Lân nãy review nhà. Còn đây là tao. Tao kêu mạnh thường quân ủng hộ mày yêu không? Thành Lân nãy review nhà. Còn đây là tao. Tao kêu mạnh thường quân ủng hộ mày yêu không? Anh Phúc bà kêu người ủng hộ ấy. Đúng rồi. Ê, mày cầm mày cứ cầm quay tao đi. Quay tao đi. Ấy ấy xì chân chân mạng vậy. Chứ sao? Tao là mạnh thường quân. Tao kêu gọi anh em đồ có ủng hộ có nhiều góp nhiều ít góp ít không có bụng phải góp. Tao kêu gọi anh em đồ có ủng hộ có nhiều góp nhiều ít góp ít không có bụng phải góp. Tao mừng mà nó căng cái cuộc sống cho mày điên rồi. Cũng mừng á, nó căng cái được mà. Em lo được. Anh Quỳnh, Quỳnh, má hồi nãy tao vô nhà Quỳnh nó muốn rớt nước mắt luôn ạ. Xạo chó, xạo chó. Tao thấy nhà Quỳnh khổ. Tao không xin lòng. Ném tao nói thiệt tao. Tao mà giàu tao nuôi Quỳnh luôn á, chứ không giỡn đâu. Tao thua. Tôm thì có, đồ ăn toàn mì tôm không? Đồ anh em thấy không? Nhà Quỳnh thôi em. Khổ lắm chứ, đồ có. Quỳnh lên kia nó vô, nó quay, nó cười giỡn, đồ nhà người ta nghèo khổ nó vô, còn giỡn nó đi. Có cô mà không có bếp ga luôn á. Đồ má bữa nay còn nấu lứa nữa anh em ơi. Nên mà nó còn xài bếp lứa rồi. Thôi biết cái nhà cố cái nào anh em. Mà thấy Quỳnh mà thấy tàu không em? Sao không tàu anh còn nấu còn... Mẹ đó. Phúc Nhi. Ở nhà ở dưới vậy? Ý là anh kêu gọi anh em nó ủng hộ cho em ít cho thấy nhà khô thấy thằng tàu chứ đúng không? Điên ấy, bình thường mà. Lên đây rồi đúng không? Anh em á, mình quay qua cho anh em dòng nhà của mình anh em nhìn. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà. Ủa đã quay rồi bình thường mà. Em lên rồi. Quay nó xuống nó giỡn nó cười giỡn không mà anh đây là quay anh quay một cách đàng hoàng. Ủa, ông làm từ thiện như như người ở trên mạng vậy? Đúng rồi, đó kêu gọi nhà em ít cho em cùng trong khu không? Sau này anh Phúc tóc dữ rồi Phúc. Ủa. Anh tốt còn chờ cho mấy giờ lên lên nó gì? Ngồi, Phúc tốt lắm. Quỳnh đó, ra đây nói chuyện với Quỳnh. Quỳnh em ngồi đó quay anh nhanh ngủ quá. Ngồi đây, ngồi đây. Quỳnh em quay chắc chắn là nói cho anh em nghe rõ. Nói chung là anh em cũng thấy hoàn cảnh nhà Quỳnh rồi.
mà nhà Quỳnh anh em nó vậy á, thấy vậy á, nó quay với clip với anh em, nó ngồi nó đi nó cười giỡn anh em, thấy nó hay cười giỡn à, nó vui vẻ đâu. Thực ra hoàn cảnh nhà Quỳnh đồ đau thương lắm các anh em, mẹ mất sớm cha bỏ nhà ra đi vô anh em đâu mà chịu. Im đi, đừng có cái chuyện anh thiệt thì anh cứ cho mẹ nó biết, đừng có giấu nữa, anh không? Có, im đi, đừng có giấu nữa. Của em, đừng có giấu nữa. Mình có hoàn cảnh sao mình phải cớ ra cho mẹ nó biết. Im đi của em, im, đỡ anh nói, anh một mình anh nói thôi. Anh đừng có lừa mẹ. Dối người ta nè. Lừa dối cái gì? Anh em, nói. Anh nói là vậy á. Đúng vậy thật không, đúng vậy thật không. Bây giờ anh nói vậy nè, em á, anh biết hoàn cảnh của em là mẹ bỏ nhà đi rồi. Em giấu người ta thì không bao giờ thương em đâu. Như anh nè, anh biết hoàn cảnh của em như nào, anh nói thiệt luôn. Đâu mà nói em nghe thử vậy. Ba quên mẹ mất sớm, ba bỏ nhà đi. Cuộc cảnh Quỳnh nó sống như ông chú bác gì không rồi. Không có. Sao lại giấu nữa, em vẫn dưới ông đang. Em phải nói thiệt ra cho người ta thương Quỳnh ơi. Cái nhà nó mà. Ủa sao tao chơi với nó hầu lâu rồi tính ra không biết rồi. Anh em thấy hoàn cảnh của ông Quỳnh không? Nói chung là anh em có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Cũng có góp ít ít thôi, anh em cho Quỳnh nó trang trải cuộc sống, gia đình khó khăn lắm. Cái lại dịch bệnh này đâu có đi làm đâu mà kiếm ra đồng tiền, đủ quá đồng tiền nó khô lắm chứ anh em. Không có sâu đâu anh em cứ chân chi ra một ít thôi. Mình thấy trên mạng á, mình thấy trên mạng nó góp âm sầm tiền tí rồi trăm tí rồi góp cho anh Quỳnh. Nhưng mà anh em không, anh em góp một người năm mười ngàn tầm ngàn người 2 ngàn người góp lại cho anh Quỳnh nó kiếm dài trăm triệu rồi nó trang trải cuộc sống không. Đủ quá góp nhiều quá sao cơ cũng mệt. Em thấy bình thường bạn phúc cơ rồi chuyển nhà bị cắt nát luôn á. Mày thấy cái nhà vậy bình thường, anh em nhìn thấy là, anh em đừng nghe cụ em nói. Cụ em nói là nó muốn giấu hoàn cảnh cho anh Quỳnh, con Quỳnh nó đỡ mất mệt thâu. Nhưng mà ở trên đây là mình muốn mối hot ra cho anh em nó biết là nhà của Quỳnh như thế nào, khổ. Ở anh em thấy không, một nhà tranh của Quỳnh nó sống chứ ông chú ông bác gì cũng nói là hình như là đi làm mua bán giấy số chợ. Nói chung là mình đôi mình nói chung anh em muốn quyên góp cho anh Quỳnh mình đỡ lại số tài khoản của mình. Anh em muốn quyên góp cho anh Quỳnh mình đỡ lại số tài khoản của mình. Tham lam. Chút nữa mình bỏ số tài khoản lên đây nhanh. Số tài khoản của mình là bỏ mà sao xuống. Em có tài khoản mà sao không bỏ tài khoản em ta. Đấy là ai để giờ tao là người đi xin tiền nhanh chứ không phải là mày đâu. Đấy là ai để giờ tao là người đi xin tiền nhanh chứ không phải là mày đâu. Số tài khoản nó đẹp. Số tài khoản nó đẹp. Mày nói người được chứ. Bỏ đồn đây. Là số tài khoản của mình là 3 3 5 5 số 7 109 rồi 7 số 7 nha anh em. Là số tên nhỉ mờ banh tên là Phúc đẹp trai. Chút có cái đó không quan trọng, mình giờ mình nói cho vui thôi. Chút nữa mình chỉ bỏ số tài khoản lên trên màn hình luôn anh em. Là cho nói chung là số tài khoản của em không có cho em rồi. Vậy thôi mày đi xin mẹ luôn đi. Ai ố thì mà chín người sao cũng đen không nói đâu mệt dữ vậy. Nói chung là anh em có ít thôi nha anh em cứ góp được vài triệu thôi. Đừng cho nhiều ở trên như ở trên mạng á, nó cho hàng trăm hàng triệu hàng tí thì đủ. Mình mệt lắm, nó kêu nó bắt vô sao cơ nữa. Sao cơ ai đâu mà biết cái ngõ sao cơ là gì. Chứ lẽ bây giờ gói 50 triệu đủ, nó bắt sao cơ ra 50 triệu vô ngân hàng làm hết mẹ giờ rồi đúng không. Nhưng mà anh em có nhiều đâu, có nhiều người hoàn cảnh. Đúng không? Nhường cái khố cái gì mày, đâu mày. Mày cũng khố ấy, mày em bị tôm như kia mày cũng khố ấy. Em đừng có Quỳnh. Em đừng có nhưng mà em còn em có đừng, nhà ấy. Em đừng có tỏ cánh cái vế ra mạnh mẽ nữa Quỳnh. Em cứ yêu đuối đi. Em cứ yêu đuối người ta thì thương em. Nhưng anh biết đâu, anh biết có nhiều người khố hơn em đâu. Nhưng mà hoàn cảnh của em vậy là quá khổ. Từ quỳ cái chắc gì bật được. Được đúng không? Được. Mà sao nhà của nó mà cái gì mày cũng biết mày. Giờ hồi bữa bật có thật sự được. Coi gợt cần butter war. Mày muốn nói chuyện anh em nó một chữ thật nữa. Quỳnh ngày trước nó có một đứa con, mẹ nó mất tất cả rồi em ơi. Ai út bảo lắm em ơi, anh tránh than ai bây giờ. Ủa, mẹ nghĩ là bù lắm Kim Lê Quỳnh. Giờ người ta sẵn sàng để làm gì có. Kim Lê Quỳnh, bí mật của em, bí mật của em thì anh biết nó thôi nhưng mà em đừng có giấu nữa. Kim Lê Quỳnh, Kim Lê Quỳnh. Sao anh biết? Mà sao anh Phúc biết? Anh nói vậy của em đó, anh bỏ em mà sao? Ủa, hoàn cảnh của Quỳnh nó đeo cố nữa, bạn nó đeo dương lắm nhưng mà như anh em nghĩ đâu. Đồ quá anh em bây giờ bị khùng khùng nhiều nó đó anh em không tin nè. Mình nhận xuống nhà của Trinh cho anh em coi. Chị tự nhiên nhận cái gì vậy? Nó khô, nó khô tao mất mà cái nhà của Trinh. Người ta nha, người ta bình thường á, nhà có khô á, cái nhà của Trinh nó cũng làm cho gọn gàng đẹp đẽ chút như nhà Quỳnh nó khô tao mất nhà của Trinh này anh em vô thêm mình. Phúc sụp bị mắc tự nhiên review nhà của Trinh. Đấy bình thường ấy chưa ạ? Gì anh Phúc? Lấy tao cho tao ía trà nước không chảy là bình thường. Ủa ía mà cứ chù giấy này mày chịu đâu không? Ra con châu. Thì bình thường ngoài nhưng không giờ người ta không chù giấy có khác đâu. Anh em thấy hoàn cảnh nhà Quỳnh không em? Nói chung là anh em cứ mạnh thường quân nào. Anh em có ít thì góp ít, có nhiều góp nhiều. Anh em mà có chút quà, quần áo rách hay là cái nào mà anh em không sử dụng được nữa,
cứ gỡ lên mình sẽ đỡ địa chỉ của mình, mình sẽ đỡ địa chỉ của mình. Nhưng mà anh em có đồ con trai hay đồ con gái cứ gỡ hết cho mình. Ví dụ như mình không bận được, mình cũng hứa đem cái đồ đó cho lại người khác nhà anh em. Nó là cuộc sống mà giờ mình nói ra đây đủ quá, mình muốn rớt nước mắt luôn á. Thôi rồi, khổ lắm mày. Đồ quá này, tao ước, đúng đi xuống 1 tỷ tao cho Quỳnh 500 triệu. Ủa tao còn 500 triệu tao đi giúp đỡ người ta cho. Má cuộc sống thấy nhà Quỳnh khổ quá. Tao ơi, hai đứa ở đây anh gì ạ? Gì? Anh em. Ủa còn cái gì sao? Anh em, anh em. Vô vô nói vậy sao ấy? Bây giờ mình chỉ giờ mình làm clip lên lên mình bỏ số tài khoản chứ địa chỉ như nhận hàng cho anh em. Mạnh Thường Quân ai yêu mến tem như thấy hoàn cảnh của Quỳnh có khen gì. Gọi cho Quỳnh giúp đỡ Quỳnh sống qua những ngày dịch mưa dịch. Nói gì em muốn nói. Ý là anh kêu gọi từ thiện thì anh phải là người đầu tiên giúp em trước đã rồi. Quả thì anh sẽ giúp. Đấy giờ anh nói hết hơi ra chẳng lẽ cái hơi của anh này không đúng đúng. Không không không. Anh Phúc phải giúp trước biết nữa. Mày quay tao nói này. Tao tiền chưa? Ý là nãy giờ tao nói có lòng tiền với anh Phúc chứ tự nhiên. Ừ. Nhưng mà nãy giờ tao nói không hết hơi kìa. Mày cháu quá anh Phúc à. Mà nhưng mà hồi nãy giờ tao nói không hết hơi kìa. Nói em nãy giờ mà tao nói nãy giờ cạn lời cạn nước miếng rồi. Tao nói tao bỏ ra một cái danh dự tao bỏ ra một cạn lời. Tao nói không còn một hột nước miếng rộng của đụng á, nó cũng không múc miếng nước uống mà. Nãy giờ tao bỏ ra cái nhiêu đó chứ bỏ gì nữa mày. Mày tướng tao cũng giàu lắm, mày tao cũng cố lắm, tướng giàu cho mày. Mày dịch bệnh này khó khăn, tao không giúp đỡ Quỳnh chút cho. Nãy giờ mày thấy mấy thằng Quỳnh kia nó không làm, tao làm không? Mày thấy không? Đúng rồi, tướng là mấy thằng kia tàn người có tiền luôn á. Mấy thằng kia thằng thiết thì nó chú quá nhậu, đồ mình lên thì chú YouTube nó giàu. Tao rồi mày thấy tao có gì không, có con mẹ luôn á. Cố đồ mày chụp đầu đây. Anh Phúc làm không á, hay không? Ừ. Anh vô quay sơ để nha anh em. Bây giờ nói chung là Quỳnh vậy cứ chờ 2-3 ngày nữa. Mạnh Thường Quân anh nghĩ chắc cũng có người ủng hộ em vài triệu bạc rồi cùng lắm. Nhưng mà mình nói thiệt mình không có sao cơ nha anh em. Có chuyện cho vài triệu bạc biết sao cơ rồi chết mẹ luôn á. Để nha. Tạm biệt anh em nha. Nói chung là bữa nào qua chuyện gì đâu mình sẽ sao cơ lên cho anh em biết là số tiền được thế nào. Không, ý là anh nói sao cơ là anh quay lên mạng nữa anh em biết là anh em cho bao nhiêu mình sẽ nhắc tên gia đình dòng họ không quên gia đình người ta ra. Để nha anh em chờ anh em chờ mình. Để nha. Lên ôm em cái. Mà chờ đóng cửa nữa cũng vùng đây vậy. Để nha anh em. Bye bye. Mày không hớt được bao con trai. Tôi bi không tình yêu.